Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Chân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Ủy quyền nhà đất ở Việt Nam. Một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là rất là nhiều kiều bào chúng ta biết, nhưng mà bây giờ vấn đề là một chỗ có những người đã ứng dụng và đã dùng cái quyền ủy quyền để cho người Việt Nam quản lý sử dụng. Nhưng tuy nhiên là cũng có một đại đa số, một số kiều bào của chúng ta sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì lại không biết. Và video hôm nay của tôi có tên là Ủy quyền nhà đất ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trở về khoảng vào năm 2009 thì văn phòng tôi có nhận được một cái ca tư vấn, nó là như thế này. Chị này thì chỉ có nhà và đất ở Việt Nam. Nhà thì chị được ba mẹ của chị thừa kế một cái phần quyền sử dụng đất, và cái phần quyền sử dụng đất này nó đã hợp pháp chuyển nhượng và sang tên đặt bộ sang cho chị. Và như vậy về mặt chủ thể thì chỉ là người chủ quyền sử dụng đất. Còn có khoảng 10 ngày nữa đi thì chị lại có một cái việc là lo quá không biết sao, mà bây giờ rủi là bây giờ mình ở nước ngoài rồi, ở Việt Nam rồi, làm sao và làm sao lo lắng. Thì chị đã đến với văn phòng tôi, thì văn phòng tôi cũng đã tư vấn cho chị rằng chị cứ yên tâm về việc chị kết hôn với người nước ngoài, còn về cái tài sản ở Việt Nam thì chị sẽ ủy quyền cho người nhà của mình để quản lý sử dụng. Và tất nhiên cái việc quản lý sử dụng này nó sẽ không có quyền định đoạt. Hôm nay tôi muốn nói về việc đó, ủy quyền quản lý sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, quyền quản lý sử dụng là một trong số các quyền mà theo quy định của pháp luật họ được phép được cơ quan nhà nước công nhận. Trong đó có cái quyền mua bán, quyền tặng cho, quyền thế chấp, cầm cố cho vay gì đó. Đó là một trong số các quyền chủ sở hữu. Tới năm nay, trong cái ngày mà tôi chuẩn bị khai trương thì tôi cũng có một cái ca tư vấn đó, như thế nào vậy đó. Chị này thì chị lấy chồng Hàn Quốc, thì chị bảo là luật sư ơi, tôi muốn tư vấn. Thì tôi bảo rằng là tới mùng 9 thì tôi mới khai trương. Chị bảo rằng là hôm nay là mùng 6 rồi, mà thực sự là em tư vấn là em làm luôn. Thì hỏi ra mới biết rằng là chỉ cũng có một phần đất ở Việt Nam. Thì nhân là mấy ngày Tết, về Tết thì chỉ mong muốn rằng là ai đó ở Việt Nam bằng như thế nào đó để giúp chị quản lý sử dụng cái tài sản của chị, để thí dụ như bây giờ có cấn răng hoặc là có nhận bồi tiền bồi thường thì người ta sẽ cái người này sẽ giúp. Chứ bây giờ chị ở nước ngoài rồi, mỗi lần như vậy thì rất là khó. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn về cái phần ủy quyền quản lý sử dụng. Lý do tại sao tôi không có nêu một cái ủy quyền rộng mà tôi chỉ nói về cái ủy quyền quản lý sử dụng, chắc chắn là trong những video được tới để tăng nhiều bạn biết chị và các bạn đang sống và làm việc ở nước ngoài, tôi sẽ nói rất là rõ hơn. Hôm nay tôi chỉ nói về mặt ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì ủy quyền là một cái hành vi mà một người nào đó, nhân dân và đại diện thực hiện một cái việc gì đó có thời hạn, có thời hạn. Thì thông thường trong cái trường hợp mà quý anh chị và các bạn đi nước ngoài đó, thì ủy quyền cho người thân, người quen, bạn bè gì đó ở Việt Nam thì thường anh chị sẽ ủy quyền một cái thời hạn dài ra. Thì trong đó có những cái ủy quyền có quyền rất là rộng với quý vị và anh chị. Ủy quyền có quyền là bán, có quyền là chuyển nhượng, có quyền là cầm cố, có quyền là thế chấp, những cái quyền mà theo quy định của pháp luật của chủ sở hữu. Tuy nhiên tôi chỉ nói đúng một quyền, cái chị mà đã tư vấn năm 2009 là ủy quyền quản lý sử dụng.
Và khi chị lấy chồng Việt Kiều của Hàn Quốc thì cũng là ủy quyền quản lý sự vụ. Không biết cái qua cái video này thì chị có nghe tư vấn của tôi hay không? Về mặt chủ thể, chủ thể, chủ quyền của quyền sử dụng đất này vẫn là của người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng ta phải hiểu được bản chất như vậy thì chúng ta bắt đầu mới biết được. Thực ra thì một số anh chị ở nước ngoài cũng rất là gọi là thì thôi, mình đất thì đất của mình, cho nên giấy tờ thôi như vậy, ai làm gì làm. Nhưng thực tế thời gian làm người thay đổi, thời gian nó có những cái biến đổi trong cái một con người. Người ta vẫn nói nào ai ý thức mà lo làm người, tôi không có một cái tư tưởng sẽ đồi da sắc tịch trong cái gia đình bên chị và các bạn. Tuy nhiên tôi vẫn muốn bên chị và các bạn hiểu được rằng trong từng cái ngóc ngách của luật pháp, nếu quý vị và chị và các bạn ủy quyền quản lý sử dụng thì 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, khi mẹ anh chị đi, mẹ anh chị vẫn chưa có quốc tịch, và 3 năm, 5 năm thì anh chị đã có một cuộc sống ổn định với xứ người, thì mẹ anh chị hãy về. Và mẹ anh chị sau khi biết được những cái thái độ, những cái hành vi, những cái ứng xử của cái người mà mình được ủy quyền đó, mình sẽ yên tâm hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay với một cái mong muốn rằng là trao gửi một cái thông điệp về luật Việt Nam cho một số anh chị đã sinh sống làm việc ở nước ngoài, thậm chí một số quý vị đã có quốc tịch cũng như chưa có quốc tịch. Một cái tài sản, nếu quý vị có một cái tài sản ở Việt Nam mà quý vị hiện tại đang quản, không có, đang là chủ sở hữu, đang là chủ quyền sử dụng đất, quý vị vẫn có thể ủy quyền cho một người nào đó trong gia đình mình, anh chị em gì đó, mẹ gì đó, nhưng quyền quyết định vẫn cuối cùng vẫn là quý vị bạn. Đừng vì một cái lý do mà ủy quyền toàn quyền định đoạt để sau này nếu có một cái trường hợp gọi là giận khóc giận cười, mất cả tình thân, mất cả tình cảm gia đình, mất cả những cái tình bạn. Thưa quý vị và các bạn, không phải đương nhiên tôi làm cái video này bởi vì hôm nay thì có tư vấn một cái trường hợp rất là đau lòng, một cái người ở Việt Nam giúp chỉ là một cái người bạn thôi, giúp người nước ngoài đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và sau đó thì người Việt Nam này đã có động tác ủy quyền, nhận ủy quyền của người nước ngoài nha quý vị, nhận ủy quyền cho người nước ngoài, và sau đó đã có động tác là bán tài sản. Cho nên thông qua cái thông điệp của video này, tôi kính mong quý vị và các bạn hãy thật thận trọng, thời gian nó sẽ trả lời tất cả cái lòng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của chủ sở hữu, chủ quyền. Vậy thì hôm nay thông qua cái video này tôi gửi đến quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn có tài sản, có bất động sản thì quý vị hãy mạnh dạn làm việc ủy quyền quản lý sử dụng, sau đó thì nếu trong trường hợp cần thiết thì mình sẽ có những cái động tác tiếp theo, tránh những cái trường hợp gọi là mất cả tiền lẫn tình cảm gia đình. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Chắc chắn trong cái video này thì tôi sẽ gửi đến những cái thông điệp nhiều hơn nữa để cho quý vị kiều bào hiểu. Nếu như trong trường hợp quý vị và anh chị có những cái sự không hiểu biết về pháp luật Việt Nam thì hãy mạnh dạn gửi qua Facebook, gửi qua cái đường link theo trang mạng xã hội để đến chúng tôi. Tôi sẽ xử lý một cách sớm nhất để trả lời quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.